Đăng ký mua tài liệu học cờ trên các thiết bị thông minh Android, iPhone, iPad, máy tính, laptop. Liên hệ Zalo 0904874002. Xin kính chào các bạn yêu cờ. Trong video ngày hôm nay, kênh Học của Tướng Lai sẽ gửi tới các bạn phần bình luận và phân tích nhanh về trận đại chiến trong vòng thi đấu thứ nhất của giải cờ tướng Nam Bắc đối kháng năm 2020, tổ chức lần thứ tư tại thành phố Trường Xuân của tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Trong khuôn khổ ngày 19 tháng 12, chúng ta sẽ cùng đón xem trận cờ của người cầm áo đỏ đi tiên đến từ đội cờ phương Bắc là Tường Xuyên và bên đen hậu thủ cũng là một kỳ thủ hàng đầu thế giới, nhà đương kim vô địch thế giới năm 2019 Cô Tô Phi Hưng Từ Siêu cũng là một cao thủ của top đầu của Trung Hoa Kỳ Nghệ. Trong ván đấu trên thì nhà vô địch của Big Queen Boy năm 2020 là Ngọc Diện Thần Quân Tường Xuyên là người cầm áo đỏ đi tiên, anh lập tức chơi tấn công bằng hệ thống trung pháo. Bên đen của Từ Siêu đối lại bằng mã 8 tiến 7, mã 2 tiến 3, xe 9 binh 8, binh 7 tiến 1, và ở đây thì bên đen có khá nhiều lựa chọn như phương án lên bình phong, hệ thống binh 7 tiến 1. Trong thực chiến thì bên đen của danh tướng Từ Siêu đã lựa chọn biến hóa tách pháo biên. Bên đỏ mã 8 tiến 7, bên đen cho xe tuần hà và tiếp theo đường cờ xe 1 bình 2. Trong thực chiến thì bên đen đã ngay lập tức phải đấu xe ngay, bởi các bạn thấy thêm nếu mà bên đen trong biến trên cầu biến tách xe qua, khi đó bên đỏ sẽ có tình huống cờ xe 2 đến 4 ngay. Đây là cái thủ pháp khiến cho bên tiên sẽ có tính phản công rất mạnh. Bên đen có phát triển tượng 3 tiến 5 thì bên đỏ có thể lập tức đi đường cờ xe 2 bình 6 ngay để chiếm lộ. Các bạn thấy nếu mà đấu xe thì con mã của bên tiên có thể phát triển lên là lộ rất đẹp. Trong khi đó thì bên đen sẽ đi mất rất nhiều nhịp xe, rõ ràng là cái hình thái trên là bên đen không có tính khai cuộc hay. Trong thực chiến của ván đấu này thì bên đen của danh tướng Từ Siêu cũng là một cao thủ hàng đầu Trung Quốc với khả năng điều tiết trung tàn rất mạnh. Anh lập tức đi đường cờ tiến xe đấu ngay. Bên tiên mã 3 toái 2, bên đen binh 7 tiến 1, pháo 8 toái 1 có thể mượn đường chạy qua lộ 3. Mã 2 tiến 1, bên đỏ tách qua ngay. Tượng 7 tiến 5 làm tròn trung lộ. Xe 9 binh 8, chạy pháo đi và tiếp theo đường cờ binh 3 tiến 1 để tấn công. Các bạn thấy một đường cờ tiến tốt để có thể làm phá mã của bên đen, đồng thời có xu hướng vật con pháo ăn tốt đầu. Binh 7 tiến 1 ngay, ở đây thì bên đỏ có hai biến để có thể chơi tiếp. Một là đường cờ tượng 3 tiến 1 tiến tượng để nhóm tốt, cũng như là đường hướng mở đường cho phát triển mã quỳ lên tuyến trên. Đây là cái biến hóa cũng khá hay để cho bên tiên khi các bạn thấy được tốt qua là có thể vật ngay. Trong thực chiến của hình cờ thì lựa chọn của Tường Xuyên là một đối cục có phần khác một chút, tuy nhiên nó vẫn đảm bảo cái tính ưu thế chút một dành cho bên đỏ. Bên của danh thủ Tường Xuyên lập tức đi đường cờ pháo vật mã ngay. Bên đen ăn qua bên tiên chiếu tướng, ép lên sĩ và đường cờ tiếp theo phần ngán cờ tượng 3 tiến 5. Bên đen của Từ Siêu pháo 9 tiến 4 quét tốt. Bên tiên cho phát triển mã 7 tiến 6 đang có hình thái tấn công. Các bạn thấy là cái lộ mã của bên đỏ là khá là thoáng. Bên đen pháo 7 binh 8, bên tiên tiếp tục lăng mạ tấn công. Binh 1 tiến 1, tiến xe qua, đang phục ra cái thủ pháp có thể chạy qua cản mặt tượng và có thể tấn công. Từ Siêu cho pháo toái 1, ép chạy về và tiếp theo đường cờ xe 1 binh 2. Bên đỏ không đấu xe, đã lập tức chạy qua để khống chế lộ lục ngay. Bên đen cho tiến xe qua, các bạn thấy rõ ý tưởng là có thể chạy qua lộ 2 để bắt chết đường mã và có thể tấn công kinh hoàng. Bên đỏ lập tức đi đường cờ thả mã qua, các bạn thấy một cái thủ pháp tranh tiền rất hay, đang dọa cái thủ pháp mã 2 tiến 3 để tuyệt sát. Đây rõ ràng là cái bối cảnh mà bên đen bắt buộc là phải chạy pháo qua để phòng thủ ngay. Bên tiên cho thoái về bắt pháo, bên đen cho lắc qua đường tốt. Bên đỏ từ đây đã lượn được đường cờ mã 2 tiến 3 lên tuyến trên, về sau có cơ hội để hình thành hệ thống liên hoàn mã. Các bạn thấy nếu mà để bên đỏ cấu kết thành công hệ thống liên hoàn mã kết hợp với xe lộ lục và pháo đồng chặt, rõ ràng là cái bối cảnh mà bên đen sẽ lành ít dữ nhiều. Trong thực chiến của ván cờ, bên của Từ Siêu cảm thấy áp lực, anh lập tức cho pháo thoái 1 để nhòm mã ngay. Bên tiên mã 3 tiến 1, bên đen tiếp tục kéo xe về để dựng lên một đường phòng thủ tích cực. Bên đỏ xe 6 thoái 1, bên đen tiến đường cờ binh 9, thoát mã đi và lắc qua lộ 7 để phòng thủ. Mã 1 tiến 3, ở đây thì bên đen có hai cách thức để có thể chơi. Trong thực chiến thì Từ Siêu đi đường cờ pháo 1 binh 2. Các bạn thấy đây là cái thủ pháp chạy pháo đi để mượn đường cho binh 1 tấn công. Ngoài bên trên thì bên đen của Từ Siêu cũng có thể dựng một lối chơi khá chắc tay, đó hệ thống cờ xe 7 thoái 1 để
ram đường xe pháo của bên tiên. Thường xuyên cho kéo pháo về. Bên đen tiếp tục đi một đường cờ bên 9, các bạn thấy là cái thủ pháp điều quân của bên danh tướng Từ Siêu cũng là một trong những đường cờ rất hay, và trong thực chiến của hình cờ trên thì bên tiên đã phạm phải một sai lầm và khiến cho bên Thường xuyên đã phải trả giá về sau. Trong bên chính thức của trận cờ thì bên đỏ đã lựa chọn biến hóa là sĩ 6 tiến 5. Ngoài ra các bạn thấy ở đây cái đường thứ tốt để tấn công của bên đen rất là cao. Bên đỏ dĩ nhiên là không thể đi được cờ thoái về được. Khi đó bên đen sẽ rời xe đi và tranh một nhịp để bắt pháo. Pháo chạy là lập tức có thể dùng con pháo 2 bình 7 để quét mạ ngay. Các bạn thấy ép buộc tượng treo lên và sẽ bị vỡ tượng ngay. Các bạn thấy đây là rõ ràng là cái hình cờ mà bên đen sẽ có thể phản tiên. Ngoài biến chính thức của trận cờ thì bên đỏ có một biến hóa khác có thể chơi tương đối tốt trong hình cờ trên, đó là lập tức đi cờ pháo thoái 2. Các bạn thấy đây là cái biến hóa ép đấu, bởi bên đen mà chạy pháo đi là bên tiên có thể đơn giản nhẹ nhàng đi cờ mạ 2 thoái 1, triệt tiêu toàn bộ thế công của bên đen và dựng được liên hoàn mạ tấn công. Các bạn thấy thêm trong bối cảnh trên rõ ràng là bên đen đánh tiếp là phải vật pháo qua, khi đó bên đỏ có thể đi cờ binh 5 tiến 1 thôi, hình cờ vẫn là cân bằng. Trong thực chiến của hình cờ trên thì bên đỏ của Tường Xuyên đã đi đường cờ sĩ 6 tiến 5. Và trong thực chiến thì bên đen đã tận dụng rất tốt thời cơ để có thể phản tiên, đó là đường cờ binh 9 binh 8. Có lẽ là trong hình cờ trên thì bên đỏ đã tính sót nước trong bối cảnh này. Các bạn thấy được trong thực chiến thì bên đỏ đã phải dựng thế công bằng đường cờ tách tướng qua lộ 6 để đe dọa sát cục. Ngoài ra đối với biến hóa trên, bên đỏ thoát mạ đi thì bên đen có thể xe 7 thoái 1, các bạn thấy hình thành cái thế bắt đôi và bên đỏ sẽ bị chết quân. Trong thực chiến thì bên tiên sau khi lắc tướng qua để đe dọa đánh cục thì bên đen đã còn đó tình huống cắm pháo làm khó trước khi quyết định đi cờ thoái pháo về để phòng thủ ngay. Rõ ràng là cái thế công của bên đỏ đã bị triệt tiêu hoàn toàn, và tới đây thì còn mã của bên tiên đang bị uy hiếp. Mã chạy thì xe 7 thoái 1 là chết cây, rõ ràng là bên đỏ đã bị hớ cờ trong tình huống trên. Trong thực chiến của trận hình, bên tiên đã mất cây, anh Tường Xuyên quyết định đi đường cờ binh 5 tiến 1, tiến tốt để có thể hy vọng một đường cờ tấn công. Bên đen Từ Siêu bình tĩnh cho tốt chém mạ ngay, ép buộc bên đỏ phải thoái về, và chúng ta sẽ cùng xem nhanh những biến còn lại của trận cờ. Bởi đối với những vị kỳ vương Trung Quốc, rõ ràng việc biến hóa hơn cây như vậy và thế đứng của bên đỏ cũng không phải là quá mạnh, là một cái trạng thái cờ rất là có lợi dành cho bên đen. Bên đen của Từ Siêu tách pháo bắt mã. Bên đỏ thoát lên, lắc qua, tiến xe và bình vào không cho đường mã có thể thông thoáng hơn. Các bạn thấy cái đường cờ tiến xe đang dọa cái thủ pháp có thể phế mã bằng đường cờ mã 5 tiến 6 để bắt chết xe. Bên đen đã phải chạy đi và bên đỏ tưởng chừng như đã tóm được thời cơ bằng đường cờ mã 5 tiến 3 hình thành cái thế bắt đôi. Các bạn thấy là rất hay. Tuy nhiên trong trận chiến này thì bên đen đã đánh rất cao, anh Từ Siêu đã lập tức cho xe thoái về để phòng thủ ngay. Các bạn thấy là rõ ràng là không thể ăn pháo được. Ăn pháo là bên đen của Từ Siêu sẽ chạy con xe qua là bắt lại cây ngay. Trong thực chiến của hình cờ thì bên đỏ đã đi tiếp đường cờ binh 5 tiến 1, một chút áp lực. Bên đen chạy qua bắt mã và hai bên đi một vài nước cờ đuổi cây liên tục trước khi đổi biến hóa. Bên đen đổi biến bằng hệ thống phòng thủ pháo 2 tiến 1. Bên đỏ binh 5 tiến qua đục cây và chạy qua tượng 5 tiến 7. Bên tiên mạ 4 tiến 6 thả mạ tấn công. Bên đen binh 1 tiến 1 thoái về và đường cờ chống dị lên. Đây là cái đường cờ có thể mở lối cho những đường pháo tấn công linh hoạt. Và tiếp theo đường cờ pháo 2 tiến 5, các bạn thấy là đang phục cái thủ pháp có thể thoát mạ đi và đóng vào lộ 6 để chiếu tướng tranh công. Bên tiên tượng 7 tiến 5, bên đen pháo 8 bình 9, lắc qua không cho đường pháo phát triển. Xé tượng lên. Chiếu tướng ngay. Và đường cờ tiếp theo, phương án cờ mã 5 tiến 4 tiếp tục làm khó. Bên đỏ cho mã
sau thoái năm thoái về để cản lỗ phát triển. Bên đen sửa hình bằng đường cờ sĩ 5 tiến 4, một đường cờ có thể hỗ trợ cho hệ thống cờ pháo 8 bình 5 để bắt tốt bắt mã. Bên tiền chạy tốt đi, bên đen của Từ Siêu lập tức chạy con pháo qua lộ tứ ngay để tranh tiền, và các bạn thấy được một cái đường cờ cũng rất đỉnh cao ở phần tàn cục. Rõ ràng là bên đỏ không thể tiến tốt được. Khi đó bên đen chỉ cần thả mã qua, các bạn thấy là sát cục ngay. Trong thực chiến của hình trận, bên của Tường Xuyên đi đường cờ tiến mã qua để phòng thủ. Bên đen đã lăng chiếu ép buộc tướng phải chạy qua lộ 6 và đường cờ tiếp theo, đường cờ thoái sĩ về. Các bạn thấy được là sau khi bên đen thoái sĩ thì cái thế công đã nở rộ và ngày càng rõ ràng hơn. Chúng ta sẽ cùng đi tiếp. Bên tiền tách tốt, bên đen tiếp tục đưa con binh vào trung tâm hơn để có thể vỗ qua lộ 4 để tấn công. Các bạn thấy được trong thực chiến thì bên tiền đã phải lên tướng để tránh những cái thủ pháp tấn công liên hoàn. Bởi nếu mà sai lầm bị đường cờ thoái phá qua đây để có thể vỗ vào trung tâm, hy vọng một kết quả có lợi, thì khi đó bên đen có thể bình phá qua. Phá có kéo qua chơi được là lập tức binh 3 bình 4 là được sát. Trong thực chiến thì bên đen lựa chọn phương án lên tướng, tuy nhiên tất cả đều không tránh khỏi những cái đường cờ kinh điển của bên đen. Đầu tiên là hệ thống cờ bình vào qua để chiều tướng, ép buộc lại bên đỏ phải thả mã chay đường và lắc qua. Các bạn thấy là mã thoái về. Ở pháo 2 tiến 2, ép tướng xuống và đường cờ tiếp theo phương án và pháo 4 tiến 5. Đánh hình cờ trên thì bên đỏ trong thực chiến đã phải buông cờ nhận thua, bởi bên đen đang dọa cái thủ pháp bình 3 bình 4. Một đường cờ tấn công rất là khó dành cho bên đỏ khi tướng đã bị nhốt chặt. Đánh tiếp mà bên tiên có cố tình cưỡng cầu bằng đường cờ mã 8 thoái 7 về thì bên đen sẽ nhập cục bằng hệ thống cờ binh 3 bình 4. Mã thoái về là tiến tốt ngay. Tướng qua. Binh 4 bình 5, các bạn thấy tướng không thể ăn lên được. Ở đây thì chạy qua hai lộ thì vẫn thua thôi. Chạy qua đây là có thể lắc qua, và trong bối cảnh mà thoát tướng qua lộ lục khi đó bên đen sẽ có đường cờ binh 5 tiến 1 cũng là tuyệt sát. Như vậy kênh học của tớ online vừa bình luận của các bạn và đánh trên, đánh cho vòng thiếu thứ nhất của giải cờ tướng Nam Bắc đối kháng tranh hùng lần thứ tư tổ chức thành phố Trường Sơn của tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Thứ hai kỳ thủ rất mạnh, người cầm bên tiên là Tường Xuyên đã thất thủ trước danh tướng Từ Siêu. Xin kính chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tới đây.